Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại trang channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi solo squad. Và khu vực nhảy của mình vẫn là cảng. Khu vực một cái khu vực chưa bao giờ hết hot cả anh em ạ. Đây này, ngay đằng sau mình đây này. Đây này chạy. Chạy đâu con sâu. Một cái khu cảng mà phải nói là không bao giờ hết hot. Ai úi gì vậy anh hai? Căng vậy. Làm gì mà căng vậy, em mới giới thiệu một chút xíu thôi mà anh đã làm gì căng rồi. Mình sẽ đẩy sang để giết luôn cái thanh niên vừa mình vừa bắn. Đây, lại M4 này, thanh niên này chưa kịp nhặt thì mình đã hạ luôn rồi. À, tiếng chân này. Hello, đâu rồi? Hello. À, đây, đây rồi. Cứu đồng đội này. Đổi thông hai mộ luôn. Hợp lý luôn. Thì anh em biết đấy, những cái khu vực mà đường bay ở bay ngang qua cảng thì thôi cứ gọi là auto đông anh em ạ. Có một thằng vừa bắn mình ở đây, bên này, nhưng mà thôi anh em ạ, mình sang bên này mình giết bọn ở đây đã. À, nhảy này gần mình, rất gần rồi. À, lò dò đây đâu này. À, ai đau được thực sự nhờ. Đây rồi. Nào. À, chạy đâu. Chạy bão vào. Nào, bơi vào đây. Thêm cháu nữa. Tiếp tục. Thí sinh tiếp theo. Tưởng căng mình mà dễ à. Mình kẹt trước rồi, không? Mình sấy trước rồi. Cháu mày nữa. Cạt luôn cho được việc. À, đồng đội tới. Từ từ đã. Bơm máu ra anh em ơi. Cố từ. Mình có một chấm máu. Đây rồi, nó ngay trước mặt mình thôi. Nào. Ngon, bơi vào. À, nhấp nhô. Ui, thế không chết à? Định mệnh lùa vịt. Đâu rồi, chạy đi. Ui, mình sấy găm một đống đạn như thế mà không chết anh em ạ. À, chạy à. Hello bác tài. À, bác tại ở trong kho à. Quả này lùa vịt này, đúng gọi là lùa vịt này. lùa này. À, bác tài đứng bơm máu này. Cái gì tú cô lôn à. Ôi giời ơi. Tú cái quần què thì cũng phải chết thôi. Ui, kì mặt gắt lắm anh em ơi. K98 này, lấy luôn. Thanh niên này bị mình lùa. Cay. Đấy anh em thấy không? Những cái lúc mà giáp lá cà cận chiến ấy, ra sấy trước nợ lắm. Nhưng mà sấy trước là một chuyện, anh em phải biết nó đi ở hướng nào vào, chứ sấy bừa thì thôi, khác gì không sấy đâu anh em. Đấy anh em thấy không, mình sấy trước vào phát là ăn đạn ngay. Mình biết được hướng di chuyển của nó, bắt cái chủ yếu là bắt được hướng di chuyển của địch thì mới chơi được anh em ạ. Tớ đã xem xác mấy bố này có gì nào. Ngon anh em ạ. Súng ống phải gọi là tuét lè. Thêm cái Z dot. Tí nữa thầy lúc giáp lá cà. À, chạy này. Chạy đâu? À, trèo lên thùng công à. Trèo lên thùng công này. Leo trèo. Bạn của cậu đâu? Này mình ra mình hốt luôn này. À, bạn tới. Bạn tới này, làm sao mà kịp? Mình biết bạn ngồi ở đấy rồi, làm sao mà kịp. Đấy, hợp lý luôn. Cậu bạn nữa đâu? Bạn của cậu đâu, lôi hết ra đây. Mình cân tất. Nhưng mà mình nghĩ là trống vắng rồi. Check cái nhẹ trên này, nếu mà không có thì mình đi này. Không có rồi, đi thôi. Đây. Thính thơm ở đây. Mình vừa lấy đi ra khỏi chỗ nhà xe thì có thể à có vét được con gọi là con bốt. À, chạy à, từ. Củ từ anh em ạ, không phải đưa phải vội. Từ thì mới bắt được. Tại vì các bạn ấy đang ở hơi à chạy à. Chạy. Ui. Ui. Gia Châu à. Ui vãi nhở. Anh em thấy mình sấy không? Má, tét lè rồi mà không chết. Thế thôi, coi như là mình lộ phốt ở đây rồi. Trời ơi, hai cái thính luôn. Sao chỉ có hai bạn vậy? Hai bạn ăn lẻ đúng không? Và ai mình sấy như thế mà không chết? Vô lý thực sự. Nào, có biết mình ngồi đây không? Ui, còn cái nữa kìa.
Ui, bọn này giàu thế nhở, giàu thế nhở. Ui xịt rồi. Ui nào, ôi bọn này có ốp. Thôi thôi xong rồi, MK mới ốp. Sao mình bắn quả đấy mà không vào đầu nhở, vô lý. Từ từ anh em ơi, không không gọi là không thể vội được mấy hai thanh niên này. Nghe à, ngó kìa, một thằng đứng chân đàn giáo, một thứ đứng ở những cái chòi canh, nó cầm ốp, mình mà ngó ra quả này là thì thôi, thấy mẹ luôn, gọi là không nhìn thấy ánh mặt trời luôn đấy anh em. Nên là tất cả các phải bình tĩnh. Hello, đâu rồi? Ủa đi đâu rồi? Ngó ra xong thấy ta, à đây này, đây này, một viên. Mình phải lốc được một thằng thì mình mới dám đẩy vào anh em ạ. Chứ tầm này cái đường anh em nhìn không, cái đường cái này mà đẩy vào thì hai thằng nó sấy được không trượt viên nào. Nó này cũng gọi là phê quá cơ. Đứng đây chết rồi, đứng đây không ăn thua rồi. Mình phải vòng dịch xuống, mình phải mở một cái góc nào đấy để có thể nhìn được các bạn ấy đang trong tay vui bên người ấy. Đúng, hợp lý. Hơi khoai anh em ạ. Cái pha đầu tiên mà mình lốc được có phải là ăn xong rồi không? Châu thực sự luôn, sấy tuét bét là nhà mà không thấy giờ hề hấn gì luôn. Ôi ôi không biết nhở, vừa đứng ở đây xong đã chạy đâu rồi, trốn kỹ vậy, có ốp mà không dám xa kìa, bị sợ trên đàn giáo nó nhìn thấy nó vẩy cho mình quả ốp vào đầu thì thôi quên đi, gọi là quên số nhà. Không thấy ra ta. Bo vào rồi, bo thu rồi. Không thấy luôn này anh em này. Ơ, chạy đi đâu vậy? Mình vừa mới gọi là sảnh mắt phát thôi mà chạy đã mất hình rồi. Đừng đùa chứ. Thính kìa, còn cái thính nốt. Thính kia thì ra nút nốt đi. À, sờ mốc à? Xuyên sờ mốc à? Nào chạy đi. Chạy nào. 10 tỷ. 20 tỷ. À, 20 tỷ chạy luôn. 20 tỷ chạy luôn. 20 tỷ chạy luôn. Úi giời ơi, chỉ có một lần thôi. Không có lần sau đâu. Không có lần. À, xuyên sờ mốc rồi. À, trúng nhưng mà chưa chết anh em ơi. Chạy. À, ha. Chạy được vào cái cây. Nào. Bây giờ bạn cầm ốp đúng không? Ai cầm ốp ra đây đấu với mình. Nào. Bước ra. Thò ra. À, không cứu đồng đội à? Nào thò ra đây. Mình cho bạn 10 tỷ luôn này. 20 tỷ. 30 tỷ. 100 tỷ luôn này. À, thò ra thôi. Nào, một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi. Ui giời ơi. Nó lại cứ phải gọi là hợp lý anh em ạ. Một lần nữa thôi. Là các bạn chỉ có lên bảng đếm số ngay mà thôi. Thế là hai thanh niên này đi ăn thính lẻ anh em ạ. Cái này thì ăn thính lẻ này. Không đợi đồng đội mà ăn thính lẻ này. X8 ốp. Ui dồi ôi, mình xin nhá. Được đấy bạn ơi. Cầm ốp làm sao mà đỡ được quả đấy. Bạn chỉ cần nhích cái đầu ra thôi. Viên đạn ca nó cứ phải to bằng quả xoài. Đạp đi, đạp đi. Xem xác của thanh niên này có gì. Có gì ngon không? Thanh niên này vừa cầm MK thì phải. Ít nhận đi đạn xanh. À, có M249. Hợp lý, hợp lý. Lấy luôn. Ok, trận này bắn M249 này. Giết người luôn. Ôi, mình đi thôi. Té thôi. Đây, 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 đây. Lượn nở lãy giờ đây anh em ạ. Chưa gặp mống nào buồn thực sự. À, có thằng chạy. Đầy rồi. Hello bác tài. Anh Thì ơi. Anh đánh rơi người yêu này. Nhanh. Ủa dồi ôi, em chỉ có một mình thôi. Trời ơi, chạy gì mà nhanh vậy. Đâu rồi? À, đứng lại đổi xe. Đổi xe nào. Đổi xe này. Dồi ôi, sấy nó lại. Không biết nào. À, từ từ. Qua đây. Đổi xe. Từ từ. Mình phải đánh gọn con xe lên cái đầu này. Chọn cái gốc cây đẹp nhất này. Đẹp luôn, hợp lý luôn. À, bạn. Cái gì đây? Ui trời ơi. Trời ơi. Đồng đội của nó đến phi đến như kiểu là châu húc mã vậy. Bay cả trưởng ạ. À. Ui lại lấp sau xe. Lấp
xe này. Trời ơi, mình trên tay cầm là M249 đây. Nấp làm sao được. Nổ luôn này, úi dồi ôi, nhấc cả người lên. Cháy nữa này. Chạy làm sao được những cái pha như thế. Nó cứ gọi là tinh tế anh em ạ. Ui, cầm M249 mà bạn ấy còn chạy. Còn nấp sau xe cái pha đấy thì thôi, khác gì. Hợp lý quá ha. Là xem xác mấy cậu này có gì. Thôi mình cũng nút. Thôi té rồi, đủ đồ rồi. Đây này, lại chạy. Mình anh em thấy không, mình chạy từ cái khu kia chạy qua đến bên này mà không thấy mống nào. Ô có thằng chạy ngoài đường kìa. À, chạy đâu đây? Chạy đến đi xe. Được rồi, mình đợi. Nào, vào xe. Ui. Anh em thấy tinh tế không? Quá tinh tế chứ nè. Một pha được gọi nói là IQ 1000 tỷ. Trời ơi. Mình không bắn luôn, phải đợi bạn ấy ngồi vào xe. Ngồi vào xe thì nào khác gì gọi là anh ơi giết em đi cho nó nhanh. Ngồi vào xe có phải là đứng im bắn viên ốp phát cái là thôi. Thấy mẹ luôn anh em ạ. Nó gọi là tinh tế. Có sẽ có tiếng mình nghe rồi. À, vứt mấy con xe ở đấy à. Được rồi. Đây, mình đứng ở chỗ này. Mình mà lốc được ai là mình đẩy vào luôn. Mình cầm ốp mà. Dễ lốc không mà, chỉ cần thò qua cái cửa sổ một phát thôi. Thì thôi. Gọi là phê như con TT luôn. Mình hứa với các bạn là mình cho các bạn một cái chết mà gọi là phải gọi là phê tới nóc luôn. À, thò ra. Nào. À đây rồi. Thò ra. Úi giời ơi, vẫn thò. Đây rồi, đẩy vào đẩy luôn. Ý. Đấy chưa, mình vừa nói xong có sai đâu. Thò ra làm cái gì? Trời ơi, làm cái gì? Để rồi gọi là nhận lấy một viên ốp to bằng quả xoay vào đầu. Nào, á à, lục cục à. Đâu rồi? Á à, nhảy ra thì bạn phải chết rồi. Á à, mở cửa chạy vào à? Chạy vào. Đúng rồi. Ôi trời ơi, chú toa mà ơi, sợ quá. May là mình nhiều đạn đấy bạn ơi. Mình cầm M249 chứ phải cầm M4 đâu. Ôi, mình sấy có bao giờ hết đạn đâu. Gọi là sấy mệt nghỉ anh em ạ. Thế là hai thanh niên là chỉ có hai người thôi. Mình tưởng có 4 chứ, vứt hai xe tưởng có 4. Thôi được rồi, nhặt ít đạn rồi đi luôn anh em ơi. Thôi đi thôi. Cái này là đủ rồi. Quá đủ rồi. Đi thôi. Lượn nãy giờ cũng không nghe. Vừa nói xong vãi trưởng. Ơ, sao có con xe máy ở đây nhở? Vô lý. Sao có con xe máy ở chỗ này nhở? Bắn nhau kìa. À, vứt xe máy ở đây xong rồi. Xong rồi ra kia bắn nhau. Tiếng AUG đầm thế nhở. Vứt xe máy. Ơ, có thằng năm. Cái gì đây? Ui rồi, ôi hóa ra là không phải là vứt xe máy xong rồi ra kia bắn nhau mà vứt xe máy xong rồi nằm ở đây. Cosplay bé na. Ui bạn ơi. Sao các bạn lại có những cái suy nghĩ nó buồn cười thật. Người ta muốn nằm thì người ta phải vứt xe đi. Xong người ta ra đấy người ta nằm. Đây đằng này mấy ông vứt xe ở đây xong rồi nằm cạnh mẹ luôn cái xe. Nếu hiểu kiểu gì anh em ạ. À, làm như thế thì khác bảo là anh ơi em ở bụi này, anh tới anh đánh chết mẹ em đi. À quên, anh tới anh bắn chết mẹ em đi. Ui, nó lại vần vãi cả đái luôn anh em ạ. À, cứ gọi là siêu phẩm. Ui rồi. Để tớ xem cái thính này nào. Mình đứng đây một tí đã anh em. Cái thính này kiểu gì chả có. À vừa nói xong này. Nhấp nhô này, nào. Nhấp nhô này. À, bắn lại à. Nhấp nhô tô cổ ở đây à. Nào nhấp nhô lên. Ui, mình vẫn sợ đằng sau vừa có tiếng bắn. Thế nên cầm AUG bắn ai không biết. Đây này, chỗ này có thằng, cũng thằng nhấp nhô này. Đồng đội của bạn đứng đây đúng không?
Nào, nhấp vô tiếp. Cái này thì úi, thấy một cái xịt này. Nhấp nhộ. Ô. Quắt đỏ heo. Thế là tim này à? Mình tưởng bắn mình, hóa ra là bắn nhau. Rồi đẩy luôn. Ăn quả bom này là nhức lên luôn này. Đâu rồi? Hello. Ủa? Chạy đâu rồi? À, cái mỏ à. Úi dồi ôi. Thằng này. Ui, múa lửa này. Múa lửa này. Anh em nhìn pha múa lửa này. Múa lửa. Múa lửa đi bạn ơi. Đậu chưa? Đậu chưa? Đậu chưa? Ui. Quả lửa nó quả đấy nó phải thốn tận rốn anh em ạ. Là hai thanh niên này tim lẻ. Mình tưởng bắn mình một tim chứ. Mỗi hai cháu. Có bình nước rồi mình đá qua cái thính. Đổi cái giáp anh em ạ. Cái giáp của mình hơi hỏng. 20 kill rồi. Còn 7 thanh niên nữa. Ăn được 7 người là 27 kill. Ủa. Được thực sự anh em ơi. Nào đá qua cái nhẹ. Mình xin bộ giáp thôi. Đấy. Có nạn luôn. Được thực sự nhở. Cái chỗ của mình quá đẹp. Mình lên. Cái gì đấy? À, lại nhấp nhô. Nào. Nhấp nhô này. Ôi, những cái viên ốp mà nó cứ phải gọi là phải... À có thằng ở đây. Ôi dồi ôi, mình phản xạ nhanh lắm. Bạn ơi, bạn đối mặt với ai chứ đối mặt với Linh ATM thì thôi. Mình phản xạ nó cứ phải gọi là tốc độ bàn thờ luôn. Nói vậy cho nó vuông luôn nha. Đấy, hợp lý luôn. Thế là ở đây lại có hai cháu nữa, lại xúc được hai mạng. Thơm thế nhở. Chỗ mình quá đẹp anh em ạ. Đấy, nhìn được thẳng vào bên trong. Sau đó là cầm ốp tỉa vào. Uầy, được thực sự anh em ạ. Trong khu nhà. Ơ, có xe này. Người đâu? Có xe nhưng mà không có người. Không có ai trong nhà à. Trộm nó vào nó hốt hết đấy. Ui, thì cũng ốp này. Giàu thế nhở. Chứng tỏ là trận này các bạn ấy giàu cực thực sự anh em ạ. Thằng nào cũng ốp AUG các thứ các thứ. MK rồi là 6 lòng 3Z. Các thứ các thứ. Gọi là người ta gọi là chơi đột kích nhiều ảo đấy anh em. Đâu hết rồi nhở. À có tiếng. Ui đây làm gì. À. À dám công à công. Nào. Công lên đây. Nào. Công lên đây. Ui dồi ôi nó lại cứ phệ. Nào. Lại nhấp nhô à. Nào nhấp nhô đi. Nhấp nhô hộ gái. Nhấp nhô hộ gái. Thế là có ba cháu. Nhấp nhô à. Được rồi. Thường đứng đây không an toàn anh em ơi. Đây đây đây. Đứng ở chỗ này. Chỗ này hợp lý này. Trước mặt thôi. Đứng đây. Đi vào mày con. Đi vào mày tao lấy mày. What. Ôi trời ơi. Đây là còn tới bao nhiêu? Mình top 3. Ui. Thế là trận lại bị thằng khác nó bú anh em ạ. Ui vãi cứt thật. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. À đâu. Ui team này còn giận 4 cơ. Ui. Trời ơi nó vẫn còn cắt người ra. Một thằng lầm mà mãi đầu kia. Bạn nó nốc cho nó không tới. Quá đen cho mình. Trời ơi. Ê. Ok hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha. Được 22 kill anh em ạ. Hợp lý. Bye bye.